Theo quy luật, tháng 4 là thời gian chuyển từ mùa xuân se lạnh sang mùa hè nóng bức và hay xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông lốc, mưa đá ở miền Bắc. Trong khi đó thì tại miền Nam vẫn là những ngày nắng nóng và chưa có dấu hiệu của mưa dông. Mưa đá liên tục xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc báo hiệu mùa mưa dông chính thức bắt đầu. Quá trình chuyển mùa từ lạnh sang nóng với sự giao tranh mạnh của các khối khí nên xảy ra hiện tượng cực đoan như là mưa dông, lốc, vòi rồng, mưa đá. Những năm qua miền Bắc từng liên tục xuất hiện mưa đá vào tháng 4. Với những viên đá to bất thường gây nguy hiểm cho người dân. Trong khi đó thì tháng 4 cũng là tháng chuyển tiếp nên thời tiết Nam Bộ sẽ có sự xáo trộn. Tuy nhiên ở đây vẫn chưa có dấu hiệu chuyển mùa. Khoảng thời gian đầu tuần nắng nóng khô hạn còn gay gắt, từ giữa đến cuối tuần nắng nóng tăng thêm. Miền Đông và thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 37 độ C, có nơi là trên 37 độ C. Miền Tây nắng nóng ở vùng gần biên giới với nhiệt độ là từ 34 đến 35 độ C.